Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vua Đại Dò. Bình luận viên Tào Lao chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là sân Trùng Bò, địa chỉ 1264-57 đường Lê Đức Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là trận đấu giữa cuộc đối đầu giữa Hiếu Bến Tàu và Chuối Bình Dương. Gặp gỡ bên kia Phước Tiêm Tân Trụ Long An và Sang Phan Rang. Sang Phan Rang biệt danh là Sang La Làng. Sang thật sự là một trong những cao thủ giết cọp gần đây rất nhiều, đặc biệt là Long Kỳ và Linh Nhỏ Thần Đồng Idol. Một pha trả đòn quá ghê của Sang Phan Rang. Đây là trận đấu 12m. Bốn bảy, mười điểm tới nha các bạn. 47, 46 hả? Thì xin lỗi các bạn, 46 nha các bạn. Đây là quay nửa set sau nha, vì những trận đấu như thế này thời lượng dung lượng rất dài. Các bạn sẽ thấy độ lì của Sang Phan Rang sẽ như thế nào đây. Pha vuốt bóng quá khó chịu của Chuối. Lại là pha thứ hai, pha thứ ba, ba pha liên tiếp và Sang Phan Rang đã chống đỡ. Quả thứ tư, quá hay. Lại là Sang Phan Rang phòng thủ. Sang Phan Rang giờ tự sát tại năm lát, 7-4 nghiêng về cho Chuối Bình Dương và Hiếu Bến Tàu. Châu Đốc có Hiếu Bến Tàu, Châu Đốc có Hiếu Bến Tàu và Hóc Môn có Hiếu Bến Tàu Châu Đốc. Xin lỗi các bạn. Sân Trùng Bò có Hiếu Bến Tàu Hóc Môn. Còn Châu Đốc có Hiếu Bến Tàu. Nhân màu vàng ở dưới không có nhân màu vàng đó chú Lâm. Đây là sân bên Chuồng Bò. Chiều nào cũng như chiều nay. 15 giờ. Tỷ số tại giờ là 7-4. Đã nghiêng về cho Chuối Bình Dương và Hiếu Bến Tàu. Đây có thể là cuộc đối đầu giữa Sang Phan Rang và Chuối. Hiện tại bây giờ có thể nói là Chuối và Sang Phan Rang một cuộc tình 9m solo, sẽ chưa biết như thế nào đâu nha các bạn. Có thể là một ngày gần nhất nha, Chuối và Sang Phan Rang. Bóng ngoài, các bạn hãy chờ xem cuộc thư hùng giữa Chuối và Sang 9m sẽ như thế nào nha. Bóng tốc, nhân mập canh lên quá hay. Nhân mập canh lên quá tuyệt vời. Sáu tám năm tám heo. Hả? Năm tám. Năm tám. Lợi thế đang nghiêng về cho Chuối và Hiếu Bến Tàu. Hiện tại bây giờ Sang Phan Rang và Phước đã đổi chiến thuật rồi. Phước xuống phía sau và Sang lên phía trước rồi. Có thể nói là các bạn nào còn xem clip của Đại Lâm, sau khi nổ và Sang 11m và Chuối và Xỉn 12m,
Tỷ số là 9-5 và cuối cùng 7 điểm liên tiếp. Chuối và Sinh vào bờ 12-9. Không hiểu, không tin nổi điều gì đang xảy ra. Quá hay. Một pha là bọc lót hay của Hiếu Bến Tàu. Quẹo, quẹo. Bốn ngoài. Chín năm. Còn đây là sân chuồng bò Gò Dấp nha các bạn. Lại là Sa Phương đang tự sát tại Nam Lạc. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Xin chúc mừng Hiếu Bến Tàu và Chuối vào bờ quá an toàn. 10 năm cách biệt quá xa. Còn đây là cái nhóm của Hải Bánh Hồng Già của Thủ Đức. Hải Bánh Hồng Già của Thủ Đức. Còn cái nhóm đây là cái nhóm của Sỉnh Sỉnh Vĩnh Lộc. Đây là nhóm của Ba Đía Huyền Thoại. Cáp kèo và cáp kèo rất khó khăn cái đội của kèo bạn. Cáp kèo Sang Phan Rang ói cơm ngồi giữa gốc cây bên kia rồi.